Chào đó. À, ăn được không? Ừ. Ok. Đã đang định vào rồi thì mẹ người ta chặt cổ người ta tiêm. Không. Em. Như vậy là hôm trước ta đã học về sóng điện từ. Như vậy là trong trong học tự nhiên thì ta có hai loại sóng, đó là sóng cơ và sóng điện từ. Nó là sóng tức là nó phải có những cái đặc tính chung. Đặc tính chung của sóng tức là gì? Khúc xạ, giao hoa, nhiễu xạ, phản xạ, đúng không? Những cái chất lượng của sóng. Còn nó có những cái đương nhiên là nó phải có những cái riêng thì bản chất nó mới khác nhau. Một thằng là bản chất là sóng cơ, là quá trình lan truyền của các dao động cơ, đúng không? Mà nó chỉ lan truyền ở trong những cái môi trường mà có phần tử vật chất. Ví dụ như chất rắn, chất lỏng và chất khí. Còn trong chân không, nó không có phần tử vật chất, tức là nó không lan truyền được. Còn sóng điện từ nó là quá trình lan truyền của điện từ trường, tức là gồm có điện trường và từ trường. Thì như vậy em thấy là nó có thể lan truyền được trong cả những môi trường không vật chất, và cụ thể là nó lan truyền được cả trong môi trường trên không, đúng không? Trong cả môi trường trên không. Thế thì phần này thì thầy mô tả lại là ví dụ như là gì, để ta hình thành một cái sóng điện từ trong không gian, tức là em muốn tạo ra một sóng điện từ, đúng không? Ví dụ như là bây giờ ta sẽ tìm hiểu là ví dụ như hôm nay ta có một cái sự kiện nào đó, một sự kiện âm nhạc hay một trận đấu bóng đá hay là một cái sự kiện gì đó mà ta muốn truyền hình trực tiếp, đúng không? Hay là ví dụ như khi mà các bạn nam mà xem đá bóng thì các em hay xem là từ truyền hình vệ tinh, đúng không? Còn ví dụ như bình thường ở nhà ta thì các em thấy là ta dùng truyền hình cáp. Truyền hình cáp tức là ta sử dụng cái sợi cáp quang này, ta từ từ đài khác cho đến nơi mà ta sử dụng, đúng không? Đấy, thế thì ta sẽ đi tìm hiểu về những cái vấn đề đó. Thế thì hôm trước ta học là để tạo ra một sóng điện từ trong không gian thì bây giờ tôi chỉ cần cho một cái điện tích quy nó dao động điều hòa, đúng không? Khi mà cái dao động điều hòa trong không gian thì cái điện trường và cái điện tích quy này nó sinh ra, ta gọi là điện trường biến thiên hay gọi là điện trường xoáy. Cái điện trường biến thiên này thì nó sẽ tạo ra xung quanh nó một cái từ trường, ta gọi là từ trường biến thiên. Từ từ trường biến thiên này thì lại sinh ra điện trường xoáy, và cái quá trình như vậy nó cứ lan rộng dần ra, đúng không? Nó cứ lan rộng dần ra thì người ta gọi cái quá trình lan truyền này là sóng điện, à sóng điện từ, đúng không? Sóng điện từ. Và phần này thì đặc trưng của sóng điện từ nó cũng là bước sóng. À, bước sóng của sóng điện từ thì được tính là bằng vận tốc nhân với chu kỳ của sóng. Thì các bạn lưu ý với thầy ở đây này, cái vận tốc ở đây là vận tốc mà ta lấy nó bằng vận tốc truyền sóng điện từ trong không, đúng không? Chứ còn trong các môi trường dạng lỏng khí thì nó sắp xỉ. Nhưng mà khi ta đi tính vận tốc thì ta lấy bằng vận tốc của sóng điện từ trong thiên không, mà vận tốc của truyền sóng điện từ trong thiên không thì nó bằng vận tốc của ánh sáng trong không đó. Và các bạn nhớ là vận tốc này nó là vận tốc giới hạn của vũ trụ, tức là không có bản nào mà nó chuyển động lớn hơn vận tốc ánh sáng trong thiên không, đúng không? Và cái thằng này các em thấy là mấy ạ? 3 × 10 của mấy, 3 × 10 = 8 mét trên giây. Còn cái chu kỳ của sóng điện từ thì nó đúng bằng cái chu kỳ của cái điện tích này thôi. Mà các em biết rồi, khi mà cái điện tích nó dao động điều hòa theo biểu thức là quy bằng quy không cos của omega t cộng với phi, thì bây giờ để tạo ra cái điện tích dao động điều hòa này thì ta phải dựa vào đâu? Ta phải sử dụng gì nhỉ? Mạch dao động gì đây? LC, đúng không? Khi mạch dao động LC nó hoạt động thì cái điện tích của cái bản tụ của một trong hai bản nó chính là điều hòa. Và các em biết là cái chu kỳ của cái điện của cái mạch dao động nó chính là cái chu kỳ của dao động điều hòa này t, đúng không? Thì nó tính theo công thức là 2pi căn 1/2 rồi nhỉ? Rc, đúng chưa? 2pi căn 1/2 rc. Thế thì trong những cái máy thu hoặc máy phát sóng điện từ, em chưa thể nói rồi, nếu mà cái mạch thu sóng hay cái mạch phát sóng của nó chỉ có một cụ điện này hoặc một cột cảm, đúng không? Ví dụ như giá trị là R1C1, điều đó có nghĩa là nếu em dùng cái led này em chỉ xem được một kênh duy nhất, đúng không? Hoặc là nếu mà cái đài phát thì nó chỉ phát ra được một tần số duy nhất. Như vậy thì nó không được khả thi lắm, nó không hiệu quả về mặt kinh tế. Cho nên ta thấy là trong thực tế khi mà truyền bằng sóng điện từ này thì người ta sẽ sử dụng những cái khúc mà điện dung nó có thể biến thiên thành một cái khoản giá trị là từ C1 đến C2. À, cộng cảm thì độ giá trị của nó biến thiên từ L1 cho đến L2.
đúng không? Và khi đó thì sóng điện từ của ta thông thường cái giá trị của nó sẽ làm đông khoảng là lambda, đúng không? Lớn bằng lambda min và bé bằng nhật lambda bằng lambda max. Lambda min thì sẽ ứng với cả giá trị c min l min, còn lambda max thì ứng với cả giá trị là l max và gì c max, đúng không? Hôm trước bài tập về nhà là thầy giao được câu mấy ạ? Bao nhiêu đâu ạ? Vấn đề gì? 30 câu đầu chủ đề 4 ạ. Rồi, vấn đề thì các bạn đề xuất đi thầy chữa luôn. Cái này nó cũng không có nhiều bài tập khó, đúng không? Các bạn hỏi câu nào hay lý thuyết cũng cần phải nói cho câu nào. Số 15 nha. 14, 15 à? 14 thì chưa học. Tí nữa thầy câu 14 anh giấu lại, tí nữa thầy nói sẽ hoặc là các em có thể đọc câu phần trước để ta làm câu 15 này. Câu 15 thì các em cũng bỏ đi thầy. Câu 15 là ghép liên tục bỏ đi. Vì cái phần ghép tụ của trong sách giáo khoa và đến lớp 11 nó rơi vào cái phần giảng bài. Cho nên câu nào mà liên quan đến ghép tụ thì ghép tụ không học thì có nghĩa là những cái bài liên quan ghép tụ thì chúng ta, nhưng những cái bài nhá, những cái bài mà người ta ví dụ như không có nghĩa là người ta không được phát ra. Ví dụ như là người ta cho em là chẳng hạn như là nếu tụ có điện chung C1 mắc với cuộn cảm thì chu kỳ là T1 nó bằng 2pi căn của LC1. Nếu tụ C2 mà mắc với cuộn cảm thì chu kỳ là T2 bằng 2pi căn bậc 2 của LC2. Bây giờ nếu tụ gồm có C1 mắc song song với C2 thì tất nhiên người ta phải giải thích là người ta sẽ cho em sẵn công thức bên cạnh. Tức là người ta cho biết là C song song thì bằng gì ạ? C1 cộng C2, thì khi đó như vậy ta vẫn phải làm, đúng không? Tức là người ta coi như người ta cung cấp cái lý thuyết của cái phần cho em. Để như vậy học sinh làm những phần đó thì có nghĩa là coi như là làm mặt tinh thần. Thế người ta đã đề bài, đã thông, đúng không? Đấy, người ta cũng yêu cầu. Bài câu 25 nha các bạn, có hỏi câu nào không? Các bạn học online hỏi câu nào thì comment nhé. Được chưa? Đây này sẽ nói về cái phần là hai lớn là truyền thông bằng sóng điện từ. Truyền thông bằng sóng điện từ. Truyền thông bằng sóng điện từ. Em đèn các bạn không biết không? Em có cái anten không? Anten thì bây giờ nó khá là không phổ biến như ngày xưa, đúng không? Ngày trước khi mà ta dùng truyền hình mặt đất thì ta hay sử dụng anten, nhưng bây giờ người ta dùng truyền hình cáp, cho nên ta không dùng cái anten nữa. Ngày xưa cái anten mà hai thứ chân tử với ba thứ chân tử đấy, nhưng bây giờ ta ví dụ như là chẳng hạn như là thầy dùng cao cộng hạn thì đây có hai cách. Một là thầy sẽ dùng cái chảo của nhà cung cấp, hai là thầy có thể đăng ký qua MyTV, trong cái gói của nó thêm cái kênh. Thì bây giờ hầu như là đang sử dụng truyền hình cáp, đúng không? Thì cái anten thì thầy cũng xin lỗi qua, để cái anten là một cái phần tử rất là quan trọng trong những việc thu và phát sóng điện từ. Ở những cái đài khác, những cái đài truyền hình, ví dụ truyền hình Thanh Hóa hay truyền hình Hà Nội, truyền hình Việt Nam, các em sẽ thấy là có rất nhiều các cái anten to nhỏ với hình dạng khác nhau, đúng không? Thông thường thì nó sẽ có dạng như các cái hình chảo đấy. Thế thì anten là gì? Bình thường đấy, cái mạch dao động LC nếu mà ta để hai cái mảng tụ các em ạ, mà song song đối diện nhau, hai cái mảng tụ mà song song đối diện nhau, thế thì khi mà cái mạch này nó hoạt động ấy, thì ta đều biết là cái điện tích của tụ nó biến thiên điều hòa. Cái điện tích của tụ nó biến thiên điều hòa thì cái điện trường mà hai mảng tụ đấy nó tạo ra ở giữa không gian nó sẽ là điện trường biến thiên, nhưng nó chỉ biến thiên và nó chỉ nằm giữa hai mảng tụ này thôi, nó không bức xạ ra bên ngoài, nó không có sạc được cái sóng điện từ cái điện trường biến thiên ra bên ngoài, đúng không? Vậy thì bây giờ nếu mà bây giờ hai cái bản tụ mà người ta đặt nó tránh nhau ra, ví dụ như hai cái bản tụ bây giờ người ta đặt tránh nhau ra đấy, và khi mà cái mạch này nó hoạt động này thì cái điện trường biến thiên này nó sẽ quét tắt ra bên ngoài và nó truyền vào không gian, đúng không? Và cái anten của ta, người ta làm đây, người ta gọi cái mạch này là mạch dao động kín. Kín tức là gì? Kín tức là cái điện trường biến thiên nó không có sạc ra bên ngoài, nó không truyền ra bên ngoài thì gọi là kín. Còn cái này nó gọi là mạch dao động hở, đúng không? Tức là nó bức xạ thán kể ra cái phần điện trường biến thiên này ra ngoài, tức là nó chuyển được ra sóng điện từ ra ngoài không gian.
đấy, thế thì gam đen người ta trong thực tế các em ạ, thì như vậy là hai bản tụ người ta sẽ chạm đối diện nhau, trong đó một bản là người ta đối xuống đất và một bản là người ta để trong vũ trụ, và giữa đây nó sẽ là cuộn dây. Thì nếu em thấy trục gam đen là bao giờ ra có cái cuộn dây là nối từ trên cái chạm xuống từ máy thu, đó chính là cái cuộn dây. Như vậy anten là gì? Anten nó là một cái mạch dao động hở, tức là hai bản tụ nó đã cảm đối diện nhau, đúng không? Đấy là khi nó hoạt động, như vậy là nó có thể bức xạ ra sóng điện từ trong vùng da, hoặc nó có thể thu được sóng điện từ, đúng không? Nó có thể thu được sóng điện từ. Đấy. Thế thì bây giờ chẳng hạn như là em muốn truyền đi một cái tín hiệu âm thanh một hình ảnh, đúng không? Em ví dụ như có một cái sự kiện âm nhạc mà ta muốn truyền nó đi trực tiếp. Bây giờ các em thấy là từ cái tín hiệu âm thanh và hình ảnh đó, ta sẽ sử dụng micro để ta chuyển nó thành tín hiệu điện từ, đúng không? Thì khi ta sử dụng micro thì ta sẽ chuyển nó thành tín hiệu điện từ, thì cái thằng này nó sẽ thuộc và ta sẽ gọi nó là sóng điện à thằng này. Đây bây giờ thầy sẽ nói về đầu tiên là để mà truyền thông bằng sóng điện từ ấy, thì xung quanh mặt đất nó có một cái tầng rất là quan trọng, người ta gọi cái tầng này là tầng điện ly nhé. Người ta gọi cái tầng này là tầng điện ly. Tại sao lại gọi là tầng điện ly? À, ví dụ như đây là trái đất này, đây là trái đất của ta này, thì người ta nghĩ là cái tầng điện ly là cái tầng mà nó cách trái đất trong cái khoảng từ 80 km, từ 80 km cho đến 800 km, 800 km, thì cái tầng này người ta gọi cái tầng này là tầng điện ly. Trong cái tầng này thì chủ yếu là các cái ion, tức là các cái nguyên tử nó đã bị ánh sáng mặt trời nó ion hóa. Thì cái tầng này nó có vai trò là gì? Khi mà chẳng hạn như ta có một cái sóng điện từ ở mặt đất ở điểm A này, khi mà em truyền lên tầng điện ly này, thì những cái sóng như là sóng ngắn hay sóng trung ấy, thì nó sẽ phản xạ tốt ở tầng điện ly, đúng không? Nó sẽ phản xạ tốt ở cái tầng điện ly là cái tầng bao quanh trái đất này. Cho nên các em thấy là ví dụ như cái đài phát ở điểm A mà bây giờ ta ở điểm B, đúng không? Thì khi ta thu cái sóng điện từ của đài phát thì tất nhiên nó không truyền vào lõi trái đất rồi, vì nó quá dài, đúng không? Mà nó sẽ phải truyền đến tầng điện ly, và tầng điện ly nó phản xạ lại bề mặt trái đất, đúng không? Bề mặt trái đất thì nó sẽ phản xạ lại và cứ như thế, trong nguyên lý như thế, thì tất cả các cái điểm ở trên mặt đất ở đây nó nhận được sóng điện từ, đúng không? Còn cái truyền hình vệ tinh là gì? Em hình dung là đây cái vệ tinh của ta này, vệ tinh thì em biết là do con người phóng ra ngoài vũ trụ để thực hiện nghiên cứu khoa học và những cái công việc khác. Thế bây giờ chúng ta sẽ sử dụng cái sóng cực ngắn. Hôm trước cái sóng vô tuyến thì ta chia nó là mấy loại? Bốn loại, đúng không? Thứ nhất là gì ạ? Sóng dài, đúng không? Thứ hai đó là sóng trung, thứ ba là sóng ngắn, đúng không? Và cuối cùng là sóng cực ngắn. Bốn loại như thế. Trong bốn thằng này thì sóng dài thì năng lượng nó nhỏ, ít bị nước hấp thụ, cho nên là thằng này là dùng để thông tin liên lạc ở dưới nước. Thằng sóng trung và thằng sóng ngắn thì nó phản xạ tốt ở tầng điện ly, cho nên là ta sẽ sử dụng nó ra là gọi là truyền hình trên mặt đất, tức là để cùng theo dõi truyền hình những cái tín hiệu trên mặt đất này. Còn cái thằng sóng cực ngắn này thì năng lượng nó lớn, thế thì người ta ví dụ người ta muốn sử dụng truyền hình vệ tinh nhá, thì từ đài phát này người ta sẽ sử dụng các cái sóng cực ngắn để người ta truyền tín hiệu nó lên vệ tinh, rồi từ vệ tinh đó thì nó sẽ truyền đến các cái điểm thu ở trên mặt đất, nó sẽ truyền đến các cái điểm thu ở trên mặt đất, đúng không? Thì đó ta gọi là nó là truyền hình vệ tinh. Thế thì bây giờ để mà truyền một tín hiệu âm thanh hình ảnh này bằng sóng điện từ thì người ta có cái sơ đồ như sau. Đây thầy sẽ vẽ, sau đó thầy sẽ giải thích cho các bạn. 1, 2, 3, 4 và 5. Đây là cái sơ đồ của một cái khối. Cái này ta gọi là sơ đồ của khối phát, tức là phát sóng điện từ nhé. Đây thầy sẽ giải thích cho các bạn hình dung này. Cái một này sẽ là cái micro này, cái micro hoặc cái camera để mục đích là nó chuyển từ tín hiệu âm thanh thành tín hiệu điện. Thì cái thằng này như vậy ta gọi là tín hiệu điện âm tần này. Âm tần tức là em hiểu là tần số lớn hay nhỏ ạ? Tần số nhỏ, đúng không? Và cái thằng tín hiệu âm tần này thì để mà nó chuyển đi được xa thì nó cũng chuyển đi được, nó không chuyển đi được xa. Ví dụ như âm thanh em nói ở đây, đúng không? Thì nó chuyển trong không khí với tốc độ là khoảng mấy? 340-350 m/s. Thì ví dụ cái sự kiện âm nhạc nó diễn ra ở đây thì như vậy là cách khoảng độ mấy trăm mét là ta không nghe được, đúng không? Cho nên là bây giờ ta phải truyền nó đi xa. Cái truyền đi xa thì người ta phải sử dụng cái sóng điện từ mà ta gọi là cao tần. Cao tần tức là nó là sóng điện từ có tần số lớn. Thằng này sẽ đóng vai trò là thằng sóng nặng. Thì người ta trộn cái thằng âm tần với thằng cao tần này vào một cái mạch. Thì cái mạch này người ta gọi là mạch trộn, trộn sóng. Người ta gọi cái mạch này là mạch trộn sóng ba. Sau khi mà em trộn thằng âm tần với cao tần vào nhau, đúng không? Thì như vậy là cái thằng sóng cao tần này nó sẽ mang cái thằng sóng âm tần của ta nó
như vậy là trộn lại với nhau này, sau đó ta qua một cái mạch bốn này, người ta gọi cái mạch này là mạch khuếch đại. Nó không sao khuếch đại cái tín hiệu âm tần lên và nó đưa qua những cuối cùng ở đây là anten, và anten này nó sẽ truyền tín hiệu ra bên ngoài chúng ta, đúng không? Nó sẽ truyền tín hiệu ra ngoài chúng ta. Đó là cái sơ đồ của một cái khối phát nhé. Còn sơ đồ của một khối thu thì nó sẽ gồm cái gì ạ? Đầu tiên là nó cũng phải có một cái anten này, đúng không? Cái anten để nó thu cái tín hiệu này. Cái thứ hai là tín hiệu từ anten này thì sau đó nó sẽ được gì ạ? Nó sẽ qua một cái mạch, ta gọi cái mạch này là mạch khuếch đại này, đó, khuếch đại. Sau khi mà ta khuếch đại nó lên thì ta sẽ qua một cái mạch ta gọi là mạch tách sóng. Tách sóng tức là bây giờ ta sẽ tách cái thằng cao tần này ra khỏi thằng âm tần này, và sau khi ta tách sóng xong thì em sẽ qua loa để nghe âm thanh hoặc là qua màn hình để em xem được nhạc, đúng không? Một số cái như là cái phần này thì các em có thể mọi người có thể đọc thêm ở trong cái quyển phương pháp nhé. Đây là những tóm tắt những cái chính tiếp theo này. Một là sơ đồ phương pháp. Sơ đồ phương pháp phóng đi. Sơ đồ của phương pháp phóng đi. Năm bộ phận. Dạ. Cái cơ thể là một là micro nha, hai là sóng điện từ cao tần này, ta gọi là sóng cao tần, ba là mạch trộn sóng, mạch trộn sóng, mạch tín hiệu. Được chưa các em? Ta sang cái phần hai là sơ đồ. Như vậy đây nó sẽ gồm có một này là anten này, hai là mạch khuếch đại này, ba là mạch tách sóng này, bốn là khuếch đại này, năm là loa. Như vậy là mỗi phần nó đều có năm bộ phận nhé. Một là tên, là mạch khuếch đại cao tần này, mạch khuếch đại cao tần này, ba là mạch tách sóng, bốn là với đại và cuối cùng là năm.
khoa. Ok, bây giờ ta sẽ trả lời câu hôm nay các bạn hỏi là câu 14 này. Em xem câu 14 ta làm luôn nhé. Còn mình xem câu 14. Trong sơ đồ của khối một máy phát sóng vô tuyến điện thì không có mạch nào sau đây, đúng không? Máy phát sóng vô tuyến điện tức là nó sẽ không có bộ phận nào: A tách sóng, B khuếch đại, C phát động, phát dao động cao tần và D là biến điện. Đúng rồi, tách sóng nó chỉ nằm ở trong cái bộ phận là gì? Sơ đồ khối thu thôi. Bởi vì khi nó thu thì nó phải tách sóng ra để nó xem, đúng không? Cái phần sóng điện từ nào trước thầy đã giao đến câu 30 đúng không? Mấy câu còn lại tụ xoay thì thôi, ta cũng không làm cái này. Bây giờ các bạn giờ phần ôn tập ra nào. Em giờ phần ôn tập trang 36, ta sẽ làm phần ôn tập. Đúng rồi, thầy đã cho các bạn làm một số bài để đúng không? Cái phần này đang kiểm tra xong thì ra sang cái phần cho ánh sáng, tài trợ ánh sáng. Ánh sáng nó là gì? Cái này là ánh sáng thì có cả phần nó dễ mà phần học hay được nhiều thực tế nhiều hay nhá. Ở đây thì sẽ tóm tắt là trong những chương này thì như vậy ta có hai chủ đề lớn này. Đầu tiên là để tóm tắt cái sức khỏe mạnh do LC. Với cái mạch dao động LC thì cái đầu tiên các bạn phải nhớ đó là đặc trưng của mạch đó là gì nhỉ? Tần số góc này. Omega thì nó tính cho chúng ta làm gì nhỉ? Một trên gì nhỉ? LC này có ba cái này. Tần số này. Chu kỳ lên bằng 2 pi năm LC này. Tần số F nó bằng 1 trên 2 pi RC này. Đây này, đây này là F này, đúng không? Cái thứ hai của cái thằng này đó là gì nhỉ? Nó là biểu thức này. Biểu thức của quy UI. Và có ba cái đại lượng giao động điều hòa đó là quy thì bằng gì nhỉ? Q0 nhân gì đây? Cos omega t cộng với phi, đúng không? Coulomb này. À, y thì bằng đạo hàm Q phẩy, tức là nó sẽ có biểu thức tặng là y0 cos omega t cộng phi cộng với phi mấy ạ? Tiền hàm tức là y thì sẽ phải một góc là tiền hàm, đúng không? Thứ ba là Q thì bằng Q0 nhân với cos của omega t cộng phi. Đó, có mấy cái năng lượng của mạch dao động, năng lượng điện từ này. Vâng, bằng tổng của VKC cộng gì nhỉ? VKL. Cái đằng này như vậy là kép tính chậm VKC thì nó là quy bình. Này ta dùng một dấu ngoặc quy bình nhân 2 c này hoặc c u bình phương trên 2 cộng l y bình phương trên 2 này, hoặc cái năng lượng của ta nó sẽ là quy không bình phương trên 2 c hoặc c u không bình phương trên 2.
đây ta sẽ có là cái mối liên hệ giữa các cái đại trục giá trị cực đại quy không thì bằng c nhân gì nhỉ, không này đúng không, y không thì bằng omega nhân quy không này đó. Giữa y không này, quy không u không này, y không và quy không này, hay là ví dụ như là ở y không này mặt căn bậc hai của c trên l nhân với u không, đó là liên hệ giữa các trục đại. Nếu mà trong trường hợp mà cái mạch của ta mà điện trở nó khác không thì vậy ta sẽ có là cái công suất mà bù cho mạch thì sẽ tính công thức là delta p thì bằng c u không bình phương r trên l trên 2 l đúng không, là cái phần công suất bù cho mạch. Và cuối cùng trong phần này thì ta nhắc lại cái mối liên hệ giữa qi ở đây, như vậy là qi và y thì vô khai nên ta có tính chất là qi bình trên quy không bình cộng y bình trên y không bình đúng không, hoặc là u bình trên u không bình cộng y bình trên y không bình. Ở và sau cái nội dung đó như thế. Được rồi, bây giờ mọi người giờ sách ra, ta sẽ làm phần ôn tập. Ta sẽ làm phần ôn tập chương trang 36. Còn phải thuốc điều trị gì nữa không ạ? Bạn ở online cũng thế nha. Làm bài tập trang 36 cái phần ôn tập. Ta có bao nhiêu câu đấy nhỉ? 15 câu, không có nhiều câu ta làm rồi bây giờ ăn lại.
không mở mắt không nha.
Câu 11, câu 21 là bỏ này, câu 4 là bỏ này, mà từ 35 tụ say bỏ nha, không có từ bỏ. Câu 40 là cũng mạnh nha. Rồi các bạn cảnh mấy câu 40, 34, 35, 21, 10, mấy câu mấy không? Đúng là không mấy. Mấy câu này là...
Câu nào chưa rõ thì các bạn có thể hỏi nhé. Mọi người đã làm câu 20 chưa? Đến câu 20 chưa? Đó. Được chứ 20 hả? Câu 19 nha. Ta dạy câu 19 trước. Để sau ta làm tiếp. Câu 19 là xét hai mạch dao động điện tử, tức là ta có hai mạch. Được chưa? Ta có hai mạch dao động và người ta cho em biết là chu kỳ của mạch thứ nhất là T1 và mạch thứ hai là T2, cho T2 bằng 2T1. Ban đầu điện tích trên mỗi bản tụ có độ lớn cực đại, tức là ban đầu thì mỗi bản tụ của mỗi mạch đó thì đều tích điện cực đại và có giá trị cực đại là bằng nhau và bằng Q0, đúng không? Tụ thì vai trò là tích điện và phóng điện. Cho nên cứ tích điện cho nó và nối ra ngoài thì nó sẽ phóng điện. Đúng chưa? Thế thì sau đó mỗi tụ đều phóng điện qua cuộn cảm của mạch. Khi điện tích trên mỗi bản tụ của mạch đều có độ lớn là bằng Q, với Q lớn hơn 0 và bé hơn Q0, thì tỷ số cường độ dòng điện trong mạch thứ nhất và trong dòng điện tức thời trong mạch thứ hai là bao nhiêu. Như vậy có nghĩa là trong bài này người ta cho em là có hai mạch dao động LC cùng tích điện cực đại như nhau, cùng cho phóng điện qua cuộn cảm của mỗi tụ của mỗi mạch. Thì người ta lấy ở cái thời điểm mà cái điện tích trên hai bản tụ có bằng nhau thì em tính tỷ số dòng điện, đúng không? Thế thì em muốn tính ra tỷ số dòng điện thì em phải xúc được cái dòng điện tức thời trong cái mạch này ra, đúng không? Cái dòng biết được xúc được cái biểu thức của dòng điện tức thời này. Đây câu 19 nào. Như vậy đề bài người ta cho em là C2 thì bằng hai lần thì nhỉ? Hai lần T1, đúng không? T2 thì bằng hai lần T1. Tức là ta có hai cái mạch dao động, một mạch là L của C1 này. Một mạch là L1C1 này, một mạch là L2C2 này. Đấy, một mạch là L2C2 này. Bây giờ khi mà phóng điện ở cái thời điểm mà điện tích trên hai bản tụ nó bằng nhau về độ lớn thì thầy gọi dòng điện tức thời khi đó trong hai mạch là I1 và I2. Nhiệm vụ bây giờ của ta là gì nhỉ? Tính cái tỷ số gì đấy?
một trên đèo i hai xem nó bằng bao nhiêu, đúng không? Tính tỷ số độ lớn dòng điện trong mạch nhất và dòng điện trong mạch chúng ta. Thế thì ở đây như vậy là liên quan đến liên quan đến dòng điện thì các em có thể sử dụng một trong hai liên hệ. Ở đây thầy có thể sử dụng ngay cái liên hệ là I bình phân trên 2C cộng điện áp L I bình phân trên mấy hoặc trên 2 thì bằng điện Q không bình phân trên điện áp 2C, hoặc là em có thể sử dụng cái liên hệ là Q bình trên Q không bình cộng với I bình trên điện áp I không bình cộng mấy 1, đúng không? Cái nào cũng được cả. Đây ví dụ như thầy dùng cái cách cách xa cái hai nhá, nó nhiều đấy, bởi vì em hay nhớ cái tổ chức này hơn, bởi vì tính chất nó vung hoa, đúng không? Thì ta sẽ nhớ cái hay nhớ tổ chức này. Thế thì bây giờ từ cái biểu thức sao, bây giờ thầy muốn giúp cái thằng y này ra này, thì thầy chuyển vế để đổi dấu, như vậy thầy sẽ được là y bình trên y không bình, thì đấy là một trừ đi gì ạ? Y bình trên gì nhỉ? Y không bình, đúng không? Thế bây giờ thì nhân chéo cái này, thì nhân cái thằng y không này. Thì chúng ta được là y bình nó sẽ bằng này. À, ở đây ta lại có là y không thì bằng omega như gì nhỉ? Các bạn nhớ này là cái liên hệ ở đây là y không thì bằng là omega như gì đấy, y không. Đấy như vậy là cái nhân chéo ở đây, thầy để cái thằng omega ra ngoài, thầy sẽ được là y bình thì bằng omega bình này, đúng không? Thì nhân bình cái thằng y không này vào trong ngoặc các em nhé. Y không bình nhân với một là gì ạ? Y không bình này. Quy không bình mà nhân vào đây thì nó sẽ rút gọn đi, tức là nó sẽ là còn là quy không bình trừ đi. Có từng bây giờ làm thế nào? Làm thế nào để ra độ lớn dòng điện tức thời? Căn hai vế, căn hai vế như vậy ta sẽ được là độ lớn dòng điện tức thời trong mạch ở thời điểm t nó sẽ là omega căn một pha của mình ạ. Quy không bình trừ đi anh. Bây giờ lấy tỷ số được chưa? Rồi. Đúng không? Chứ bây giờ ta sẽ cố là gì ạ? Như vậy bây giờ em lấy tỷ số dòng điện này, độ lớn của dòng điện mạch thứ nhất này, mạch thứ hai này. Mạch thứ nhất thì omega, nó sẽ omega mấy em? Omega 1, đúng không? Cái thằng này ở đây mạch 1 thì ta cứ gọi là quy không 1 bình đi, trừ quy 1 bình đi, đúng không? Mạch 2 ở đây nó sẽ là omega 2 căn bậc 2 của quy không 2 bình trừ quy 2 bình, đúng không nhỉ? Thế bài này người ta đã cho em là điện tích cực đại trên hai trục là bằng nhau, đúng không? Quy không một và quy không hai nào bằng nhau, và ở một cái thời điểm mà điện tích ở hai bản trục có bằng nhau, tức là quy một tức thời và quy hai phần cũng bằng nhau, cho nên là cả hai cái tỷ số này là bắt đi, đúng không? Đó, đây người ta cho là quy không một bằng quy không hai bằng quy không và quy một thì bằng quy hai. Như vậy ở đây ta suy ra như thầy là cái tỷ số về hai dòng điện này i một trên i hai này, còn omega một omega hai thì nó sẽ là t hai trên t mấy, t một thì nó sẽ bằng mấy ạ? Bằng hai, đúng không? Đó, bây giờ các bạn cái câu 20 thì nếu ai chưa làm được thì sẽ gợi ý các em sẽ làm được này. Bây giờ thì ví dụ như các em nhìn thấy cái đồng hồ, bây giờ chẳng hạn như trên cái đồng hồ thì nó có hai kim, đúng không? Kim giờ, kim phút, kim giây, đúng không? Là kim giây thì cứ mỗi vòng là nó hết thời gian là mấy ạ? 60 giây là nó đi hết một vòng. Kim phút thì hết thời gian là bao nhiêu ạ? Kim phút là 60 phút, tức là 3600 giây. Thế bây giờ thầy hỏi các bạn là nếu bây giờ thầy cho cái trong cái thời gian kim phút nó quay được một vòng trên đồng hồ ấy, thì thầy hỏi các bạn là trong thời gian đó các bạn có tính được kim giây nó quay được bao nhiêu vòng không? Thì lấy cái thời gian nó chia cho thời gian mà kim giây nó quay được một vòng là sẽ ra số vòng của kim giây, đúng không nhỉ? Thế bây giờ trong bài này của ta cũng có hai dạng điều hòa, chứ có phải chu kỳ tần số khác nhau ạ? Một thằng là tần số là mấy trăm kilohertz ạ, 800, là cái thằng này là cao tần, là tần số rất lớn. Còn cái thằng âm tần là tần số là mấy ạ? 1000, tức là tăng hiểu là 1 kilo, đúng không? Thế người ta hỏi em là khi dao động âm tần, đúng không, có tần số là 1000 thực hiện được một dao động toàn phần, đúng không, thì trong cái thời gian đó thì dao động cao tần nó thực hiện được bao nhiêu dao động? Chưa tính nhá, chưa cần tính thì thầy các bạn, thầy hỏi các bạn là trong hai thằng này thì thằng nào trong cùng một khoảng thời gian thì thằng nào thực hiện được nhiều dao động hơn? Đúng rồi, bởi vì tần số là số dao động trong một đơn vị thời gian mà,
đúng không? Tần số là số dao động thực hiện trong một đơn vị thời gian, tức là một giây. Thế thì có nghĩa là em ta hiểu là cái thằng 800 km thì số dao động nó thực hiện được trong cùng một đơn vị thời gian thì nó sẽ gấp mấy lần kia? 800 lần, đúng không? Ở đây 1 km có nghĩa là một giây thì nó chỉ thực hiện được mấy nghìn dao động? 1.000. Còn một giây thì cái thằng kia nó sẽ thực hiện mấy ạ? 800 nghìn, đúng không? Đó là một cách nhẩm đơn giản. Hoặc là bây giờ em lấy này, thời gian mà dao động âm tần thực hiện được một dao động, một dao động thì có phải là một chu kỳ không? Mà như vậy là chu kỳ thì là nghịch đảo của tần số, tức là em sẽ tính được cái khoảng thời gian nó ra, đúng chưa? Rồi em lấy cái khoảng thời gian đó em chia cho cái chu kỳ của thằng cao tần, đúng không? Thời gian mà chia thời gian thực hiện một dao động thì nó sẽ ra cái gì? Lấy thời gian mà chia thời gian thực hiện được một dao động, một công việc thì sẽ ra số dao động, đúng không? Sẽ ra số dao động. Đây, đó, không có hai người. Câu 20 như vậy là về giai đoạn F1 là 800 thì không đổi nha, km này F2 1.000 thì là đổi là 1 km đúng không? Đây sẽ có là thời gian mà dao động, nhớ là cái thằng này là âm tần này đúng không? Thằng này là âm tần, nó là tần số nhỏ này, thằng này ra là cao tần này. Thời gian mà dao động âm tần thực hiện được một dao động trong dao động điều hòa thì thời gian thực hiện một dao động chính là chu kỳ, đúng không? Thì gọi là delta t nó chính là bằng t2, mà t2 thì bằng 1/f đấy, 1/f, đúng không? Thế thì đặt ra kết luận là số dao động cao tần, đúng không? Cao tần này thực hiện trong thời gian đối trên, đúng không? Trong thời gian delta t này, như vậy là số dao động để em sẽ lấy là delta t là thời gian này chia thời gian thực hiện một dao động là t mấy, t 2, đúng không? Và cái thằng delta t này thì em hay là bằng 1/f mấy ạ? 1/f2. Còn cái này chia t 1, còn 1/t1 thì em sẽ hay là bằng f mấy? F1. Vậy cái thằng này thay vào nó sẽ là 800/1, tức là mấy ạ? 800 dao động, đúng không? 800. Các em làm tiếp đi. Cái câu 38 thì với câu khó, nhưng mà như câu 8 chúng ta làm được. Được chưa? Khi nó bắt đầu quên thì được chưa? Những cái khó mà làm một lần lần sau lần lại thành là cũng được rồi, đúng không?
cho xong nào. Cầu 49 đi ra kẹt hạ sẵn sàng cũng cái dạng tương tự như cầu 2019. Thank you.
Thank you.
Thank you.
đây là em có một cái đồng và cho em biết nguyên nhân chính ra là thì nó hoạt động đây là cái tính lời của ở nên các cơ quan bản của tổ chức làm việc cho là ở thể tế là người ta cho các giá trị là y một này và y một này đúng không? Bây giờ em tính cái làm việc cho mạnh của anh hai bài này nó tính là bây giờ thì em đi một bài thứ hai đó cái thứ nhất là em chỉ nhìn ra ở đây là hai cái thứ một bài này không nhiều hòa mà thôi nhá rồi tạm giữ thì bây giờ phải giữ cái một vị đó thứ hai này mà một cái số để là liên hệ của chúng tôi nhé. Có phải ai cách cổ là em đã xác định hai cái này cũng là một cái khác thế thì như vậy đó đây là cái này cái gì này cái hai là ô ba này nó là có tính chất là tính một chế a hai vì chế a hai vì chế a hai vì ba vì chế a hai 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 vì bằng là chiếm chữ c một phẩy ba và tổng bảy trên mười bảy nhá. Sau bài 2 thì đấy là bài 2 thầy bây giờ nha và thầy cũng được tiếp tục bọn này thì đến bên trên này nó cũng một điểm như này đúng không? Đấy, tôi nghĩ là bây giờ nếu bạn thay đó thì mình bảo 1 phần 3 à, cốt omega t chứng 2 bằng 2 lần 2 cốt omega t cộng với kinh nghiệm 2 thì cái thằng này nó sẽ là sin omega t mà có lại là bài này thì tôi có một điểm này nếu không rồi thì có nghĩa là phải bằng đúng không? Không cần. Thế bây giờ em mới rồi bây giờ nhá. Nhưng mà bây giờ em đã biết quy mấy rồi? Quy 2 rồi. Bây giờ em đã quy 2 có quy 0 mấy? Quy 0 2 có omega thì em cũng quy mấy? Còn nếu như này lớn là sẽ được quy bằng omega căn của hình không được. Cái thứ hai là bây giờ em thử lãng tạo thì bằng không cũng được hôn ra thì nó có cái chữ chữ bình đó thì mình phải nói chữ kẻ hoa cho cô đọc hẳn đấy chứ thế này em chữ kẻ hoa là bằng đi bằng chữ bình đúng không? Bằng là hẳn của T này em đọc hẳn y phải nó sẽ là nhờ 2 lần thì này quy nhân với 2 trừ 2 trừ 1 lên thì đấy quy phải mà quy phải là gì hay bằng gì đúng không? Thì từ cái đó này, từ cái đó này em mà làm hàng hai cái thời gian thì ngày mai ra ngày mai sẽ tháng quy một như thế này. Còn hai cái thứ hai thì đã thôi, cái này là cái này làm bằng một mạch thì do là do là làm một mạch của mình ăn một mà này mai tôi nhận quy hai rồi thì nó quy một nhưng mà phải nhất thì phải là cái nào cũng mà để em lên một bài là một lần là hai cái nhưng còn cái này một bản lý thì cái nào cũng cái này thì nhìn thấy là một khai thác trên các bộ khai nào đúng không?
omega là sẽ là hai pi nhân với một thành phần à chữ phần t thành phần gì mà chữ t là cái câu 63 đề thừa một chữ t nhá, trong cái chỗ omega các bạn bỏ bớt đi thầy nha, 2 pi nhân 10 mũ 7 t nhá. Ờ, thừa một chữ t đó, không là các bạn online như thế nhá, câu 63 cái chỗ omega thừa một chữ t. Đây. Chuẩn gọn này, này chuẩn hết mấy câu. Ví dụ máy làm việc này nó
Quý nào mình? Quý năm thằng đấy quý hai còn có mười tám đấy mấy? Tức là phải tầm tháng tư tháng năm. Anh có ý em là em tưởng cái gì? Mười hai sơn mười tám. Tóm lại là từ lớp 12 sau khi em mà phải học xong thi xong học kỳ. Đúng rồi. Thì có nghĩa là sẽ những bạn nào ví dụ như mà học đặc lớp Anh thì có những sẽ có những bạn ở khu C, có những bạn khối A1, những bạn ở khối ấy thì tách ra học cho nó hợp lý. Đúng không? Chứ còn học chung lên lớp thì thôi. Tách thì mấy lớp tách theo khối rồi sau khối thì lại xếp theo điểm. Ví dụ như những bạn mà thi thử điểm cao thì xếp một lớp đâm một lớp, đấy thì mức thứ hai một lớp đó. Chia theo các lớp như thế nào? Ngoài là hai lớp khối A không biết là mới là hai lớp khối A hay A1 thì nó thiếu A1 chứ khối A thì bao nhiêu đấy? Giờ thì nó không nhỉ? Có nhưng mà thì như là không chắc là cùng lắm lên lớp không? Lớp lớp cái gì vào lớp cái lớp xã hội thôi chứ còn vẽ thì là qua lớp một cuối năm nói chung là còn khoảng độ khi trước khi thi khoảng độ tháng 2 tháng cái tháng nhanh nó phải hết tháng 4. Không, tôi lại hết tháng 4 khoảng tháng 5 tháng 6 2 tháng. Là các em phải cố gắng để vào cái lớp tốt nhất. Lớp này thì nhà trường sẽ xét theo điểm mà A1 là chủ yếu, lớp 12 thì đông nhất vẫn là A1. Đúng không? Đông nhất vẫn là khối A1 thì nhà trường sẽ xét theo điểm thôi. Thì điểm qua các kỳ thi thử ai điểm cao rồi xếp vào lớp 1, lớp 2, lớp 3. Phan làm được câu mấy rồi? Em làm được câu mấy rồi? Xong hết chưa? Chương này kiểm tra được chưa? Hôm sau thì ta sẽ kiểm tra cả hai chương nha. Chương đây, chương sóng điện tử với lại chương tổng điện thế chiều như trước. Để mới học xong như mấy. Đúng không? Thì giờ chương khỏi quên. Chứ mình cái chương này thì kiểm tra thì có gì đâu. Kiểm tra luôn. Tất nhiên là thầy cũng sẽ không ra quá khó những cái chương trước. À? Có thể là thầy sẽ ra thêm một ít của phần sóng với phần cơ nữa, nhưng mà ra những câu ở mức độ mức 2 mức đầu thôi để cho các bạn cũng phải ôn dần, tức là cũng phải nhớ uống nước luôn, đúng không? Chứ không mà để hôm sau mà học xong thì mới kiểm tra là quên hết. Này mỗi tháng là ta sẽ làm ít nhất là một bài, ít nhất là một bài kiểm tra. Thực ra là ta trừ chương hạt nhân ra thì thầy dạy lâu rồi. Còn thầy sẽ giao hai chương cơ với hai chương điện, bốn chương. Giao động cơ, sóng cơ với lại tầm điện xoay chiều, sóng điện tử nha. Thế thì thứ năm thì ta sẽ làm kiểm tra trên S2UB nha. Hay là ta làm thứ sáu, các bạn muốn làm trực tiếp chiều thứ sáu? Thứ sáu à? Rồi, thế thì thứ năm có thể ta sẽ ôn tập hoặc là nha. Rồi các bạn, hôm nay tao phải hoàn thành nốt cái phần ôn tập nha. Rồi đến thứ năm thầy sẽ chữa ôn tập và tao sẽ ôn tập thêm một số phần, để sau đó thứ sáu thì ta sẽ làm bài kiểm tra nha. Thôi thầy. Thầy. Rồi các bạn nghỉ đi.